giống tết quá. Lì xì My ơi, lì xì tết tới rồi. Ngày mai mùng 1 rồi lì xì nha. Mai tết rồi. Tối nay đón giao thừa nha. Mai cũng ông bà nội, ông nội, ông ngoại, bà ngoại về ăn chung mâm đồ chay. Tôi có quên gì không chị? Nhớ lại. Con đâu có nhớ. Chụp hình gì? Nhớ cho ông ăn không? Đồ thiếu nước tương, đã chấm đồ xào phải không?